Trong đợt tuyển sinh năm 2012, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức 3 đợt thi đại học cao đẳng theo quy định 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, trường sẽ xét tuyển từ kết quả dự thi đại học cao đẳng của các thí sinh. Các đợt thi của nhà trường đã được tổ chức tại 7 điểm phân bố tại quận Gò Vấp và quận 4 với số lượng thí sinh gần 12.000 em. Nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh, nhà trường đã huy động lực lượng cán bộ coi thi cho tổng cộng 3 đợt là 1.268 cán bộ coi thi, 1.442 cán bộ giám sát và trật tự viên. Đặc biệt, để tạo điều kiện hỗ trợ cho phụ huynh và học sinh tham dự kỳ thi, nhà trường cũng đã vận động được nhiều suất ăn, chỗ trọ miễn phí và đội xe tình nguyện của hơn 100 sinh viên đưa đón phụ huynh và thí sinh trong các ngày thi.